Login thì chúng ta cứ vào lô cốt sượt lô 8000 sượt login thì nó chạy vào trong cái file là login controller và hàm login. Trong cái hàm login này lúc nãy chúng ta hướng trả ra một cái giao diện là giao diện về login blade đúng không? Ví dụ tôi để ở đây là auth cũng được. auth.login như này cũng được. Sau đó thì tôi tiến hành ở trong cái thư mục resurc view tôi tạo ra một cái file thư mục mới tên là auth. Và trong cái thư mục auth này tôi tạo ra một cái file tên là login. login.blade.php. Như này. Ở đây tôi code HTML và có một cái form có method là login luôn. Round login. Method là post. Không ai để login có method là get đâu nhá. Lộ hết mật khẩu tài khoản. Sau đó chúng ta sẽ có cái trên mẹ rồi, quên không điểm danh cho hai thằng này rồi. Tí nữa xuống làm giấy nhá, làm đơn nhá. Chúng ta sẽ có một cái email hai chấm là input type bằng email có name là email. Có value thì để rỗng nhá, không để value đâu. BR chúng ta sẽ có một cái password nữa. Password một cái input type bằng password name bằng password luôn. BR. Bên cạnh đấy thì chúng ta hay có một cái thẻ input type bằng checkbox. Người ta hay để cái name này là remember. Đúng không? Khi mà tích vào cái remember me này thì người ta sẽ tiến hành là tạo ra cookie để là sao chúng ta login vào nó không mất công phải vào truy cập vào không phải mất công login nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ để bên cạnh này là remember me. Và cuối cùng là có một cái BR là ở dưới là một cái button. Button time submit và login. Tất nhiên với form có cái method là post thì chúng ta sẽ có thêm là gì? CSRF fill. CSRF fill để giúp mình có thể pass qua cái CSRF token. Bây giờ các bạn làm theo đi. Được chưa? Còn cái form email này thì các bạn nên kiếm một cái theme nào đấy các bạn vứt ra vào cho nó đẹp. Đây tôi viết code đơn giản thôi, nó không quá là đẹp, nó chỉ là cái form cơ bản. Cái gì vậy? Sâu thế. Được chưa? Rồi, tiếp theo.
Khi mà submit cái này lên, nó sẽ có cái method tạo post và đẩy vào localhost sược, localhost 2.8000 sược login đúng không? Thì đây nó chúng ta sẽ cần phải có thêm một cái route nữa. Route này là route post login. Route post login đẩy vào auth login controller và tôi chuyển sang hàm là hàm post login, ví dụ thế. Hoặc là hàm auth thôi, để post login, các bạn thích đặt hàm gì đặt. Và bỏ cái name này đi. Bỏ cái name này đi, bởi chúng ta chỉ có một route name bằng login thôi. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tạo ra xong chưa nhỉ? Xong đoạn này chưa? Tối tôi về tôi up cái video này lên YouTube, bạn nào muốn xem lại thì lên kênh của tôi mà xem. Ủa? Không nhá. Bây giờ tôi sẽ tạo ra cái hàm post login ở trong cái login controller để giúp tôi thực hiện cái việc là authenticate. Đây, post login. Và tôi nhận ở đây là cái biến request $RQ. $RQ. Xem trên này nó có cái auth chưa? Chưa có rồi. Xong chưa? Thì bây giờ để chúng ta xử lý cái logic cho phần login này này thì chúng ta sẽ vào trong tài liệu của Laravel để chúng ta đọc tài liệu của nó xem nó xử lý như thế nào. Thì như sau, các bạn vào Laravel laravel.com.doc5.5 authenticate, chắc không có ở đây. Các bạn chậm. Úi dồi ôi, tèo luôn. Bạn sợ thật. Đây rồi. Chúng ta search cái từ là authenticate. Để authentication đấy nhá. Chứ còn cái passport này là sử dụng OpenAuthent 2. Còn cái authorization này là cái khác nhá. Chúng ta vào chọn cái authentication này. Được chưa? Sau đó chúng ta search cho tôi cái từ là attempt. Attempt đóng mở ngoặc. Ủa? Attempt porter. Đây rồi. Attempt này. Được chưa? Và trong này đây là cái hàm giúp chúng ta đăng nhập này. Nó sẽ giúp chúng ta đăng nhập bằng cái hàm này. Đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành đầu tiên để thực hiện đăng nhập được ấy, chúng ta sẽ tiến hành là illuminate support packet auth. Đây là cái thư viện, có cái thư viện này thì chúng ta mới sử dụng được cái đối tượng là auth này. Được chưa? Thì chúng ta copy cái này. Copy cái này phát. Được chưa? Cái u ở trên ấy, đây này, copy cái này này. Sau đó chúng ta tiến hành là vào trong cái controller của chúng ta use nó xuống đây. Được chưa? Use nó xuống. Illuminate support packet auth. Sau đó ở dưới post login thì chúng ta sẽ copy nốt cái đoạn if auth này vứt vào. Đây. If auth attempt. Cái cột đây là cái này là cái tham số là email, tức là cái cột email ở trong cơ sở dữ liệu nhá. Được chưa? Cột này là cột email trong cơ sở dữ liệu này. Đây là giá trị nhận được của form này. Tiếp theo là tham số thứ hai là password, tức là cái cột mật khẩu trong cơ sở dữ liệu này. Tiếp theo là password nhận được của form này. Được chưa? Nếu mà đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ chạy vào trong này, còn nếu mà không thì nó chạy xuống dưới, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cột email bằng RQ trỏ đến cái email nằm ở trong cái form đây, cái form của chúng ta có cái name bằng email. Thì ở trong này chúng ta nhận email. Tiếp theo là password đúng không? Bằng RQ trỏ đến password.
Trong trường hợp, các bạn lưu ý, trong trường hợp chúng ta login thành công thì chúng ta, tôi để đây là DD là succeed. Được chưa? Succeed. Còn L, hay còn nếu mà L thì thôi, nó chạy dưới đúng không? Thì tôi sẽ tiến hành là return redirect về cái back, hoặc tôi return redirect về cái route. Về cái route là login với cái data chúng ta để là with. Cái này là cái flat session. Cái flat session hôm trước tôi nói rồi, flat session là cái session tồn tại trên một request. Thì ở đây tôi sẽ để là with là msg error đi. Error msg bằng cái giá trị là wrong username, email hoặc là password. Được chưa? Back về cái đường dẫn khác với một cái class session là cái biến tên là error message wrong email hoặc là password. Save nó xuống. Còn nếu mà đăng nhập thành công thì nó sẽ là succeed. Được chưa? Sau đó tôi sẽ kiểm tra cái này. Tôi kiểm tra cái này ở ngoài trang chủ kia. Thì tôi kiểm tra như sau. Ở phía trên của cái thẻ này này, sao? Không kịp à? Tôi sẽ kiểm tra A cộng if A cộng iset đi. A cộng iset cái session có tên là error message. Có thì chúng ta sẽ có một thẻ span, nếu có nhá, trong trường hợp có nhá. Chúng ta có thể thẻ span hoặc là thẻ P cũng được. Thẻ P có class, quên nhầm. Có cái style color red và sẽ có cái echo bằng cái session đóng mở ngoặc error message này. Bây giờ chúng ta test thử xem. Tôi sẽ vào một đường dẫn là login. Ôi giời ơi. If session. Sai gì nhỉ? Cannot use set up result of an expression. Null cap expression. Nếu mà error message bằng khác null. Đây. Tôi đã điền mật khẩu, điền tài khoản này. Đây là admin@gmail.com đúng không? Password là secret. Login. Ôi giời ơi. À, cái này tôi chưa có request. Như này nó báo là cái lỗi request này. Lỗi ở cái đoạn này này. Lỗi ở cái đoạn đây này. Ở trong cái hàm tôi có dùng cái biến cái lớp request nhưng mà tôi chưa định nghĩa ra nó ở trên. Cho nên sẽ béo lỗi. Như vậy thì tôi dùng làm nào? Tôi sẽ vào đây tôi copy lại cái request illuminate http request, tôi vứt vào trong này. Ill nó xong. Thì tôi mới dùng được. Continue. Còn thấy succeed không? Thành công. Thì bây giờ nếu mà tôi tiến hành login lại. Tôi điền bừa một cái email, điền bừa một cái password. Login. Còn thế. Wrong username và password. Thì khi các bạn gõ enter lại thì nó sẽ bị mất cái set class session ID. Được chưa? Đó, đấy là cách chúng ta tiến hành đăng nhập. Đây, có mỗi cái hàm này thôi. Auth 2.a.attempt email, đây là một cái mảng nhá. Đây là tên cột này. Đây là tên cột này. Còn đây là dữ liệu từ form gửi lên này. Tiếp theo một cột nữa của password thì từ tên cột này và dữ liệu từ form gửi lên. Trong trường hợp các bạn muốn kiểm tra authenticate cái việc đăng nhập này bằng cả email, người ta nhập email cũng được, người ta nhập name cũng được, thì chúng ta làm như nào? Thì ví dụ như sau, tôi sẽ có một cái đoạn này nữa. Đây là cái auth này đúng không? Tôi copy này. Được chưa? Tôi hoặc, thực hiện một phép hoặc. Thực hiện phép hoặc auth này. Name bằng RQ email, password bằng password. Được chưa? Ví dụ như này. Thì các bạn coi này. Ở trong cơ sở dữ liệu của tôi, trong cơ sở dữ liệu của tôi đây là K31 đâu nhỉ? Đây rồi.
user đây đúng không? Tôi sẽ có doãn ln đúng không? Có doãn ln này. Chúng ta tiến hành như sau. Đăng nhập vào. Sử dụng là doãn ln. Password là 123456 đúng không? Login. Ôi giời, cái này là cột email rồi, hỏng rồi. Này tôi để là text thôi. Doãn ln này. 123456. Login. Con sẽ nhìn thấy sắp xít ở đây. Được chưa? Trong trường hợp mà chúng ta muốn, bởi vì sau này có rất là nhiều bài toán chúng ta cần phải xử lý kiểu dạng authenticate bằng nhiều được nhiều cách như này. Ví dụ như kiểu dạng là người ta có thể authenticate bằng số điện thoại giống như Facebook, hoặc authenticate bằng email, hoặc authenticate bằng username. Có thể là vài cách cái chuyện bình thường, đúng không? Thì chúng ta có thể là thực hiện cái auth bằng cái cách như này. Auth 2.2.attempt tên cột, cột nào các bạn thay vào đây. Còn cái giá trị lấy từ dưới lên thì chúng ta không thay đổi cái này đúng không? Đó. Còn một phần nữa, đó là trong trường hợp chúng ta tích vào cái remember me. Đúng chưa? Trong trường hợp chúng ta tích vào cái remember me thì làm nào? Chúng ta sẽ làm như sau này. Trong trường hợp mà chúng ta tích vào remember me á, thì chúng ta sẽ để ý ở trong đây, tôi sẽ demo cho các bạn. Đây, ở trong này này. Đây này, ở trong phần application này, cookie này. Con đang không nhìn thấy cái session, chỉ có XSRF token và Laravel session đấy đúng không? Được, coi nhá, khi mà chúng ta thêm remember me vào, nó sẽ thêm một cái, nó sẽ thêm cho chúng ta một cái đoạn nữa. Đây là RQ trỏ đến remember. Nó sẽ thêm một cái cookie nữa cho chúng ta. Đấy là nó sẽ lưu trữ cái việc đăng nhập của chúng ta bằng cookie để lần sau chúng ta đỡ phải đăng nhập nữa. Đây tôi back ạ. Oh shit. Cái gì đây? À thường giống phải. Được chưa? Reload này. Doãn ln password 123456. Được chưa? Tôi tích vào remember me. Login. Rồi. Ủa? Sao nó không thêm cái cookie nữa nhỉ? Ảo à? Ảo ma. Doãn ln. Đây, tôi sẽ tiến hành là return redirect về round homepage. Như này. Tôi làm lại nhé. Doãn ln. Bách lại, quên. Login này. Đó. Nó bị cái lỗi này. Đó là nếu mà đã login rồi ấy, vào vườn này nó sẽ bị, nếu trong trường hợp các bạn login rồi nhá, thì nó sẽ đẩy ngược về cái trang home này. Thật đấy, bị thật đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ xử lý nó ở đây. Các bạn tìm kiếm bằng cách như này này. Đây các bạn nhìn cái chữ home này không? Nó sẽ tự redirect về đấy. Chúng ta có thể là comment nó vào. Được chưa? Chưa hết đâu nhá. Vẫn chưa hết đâu. Chúng ta còn phải sửa chỗ này nữa này. Laravel nó hơi buồn cười cái chỗ này. Cho nên là chúng ta cần phải thích nghi thôi. Nó sẽ có một cái đoạn là app này. Provider này. Nó có một cái route service provider. Và nó có một cái hàm. À không phải. App service provider cái nào nhỉ? Quên sử nó rồi. App HTTP redirect ở trong middleware đúng không? Đây rồi. Ở trong middleware app này HTTP này middleware này nó có cái redirect if authenticated. Đúng không? Thì chúng ta muốn nó điều hướng về đâu? Đây là guard check này. Khi mà đã đăng nhập rồi thì nó tự động redirect về sở home. Chúng ta hoàn toàn có thể comment cái này vào. Được chưa? Giờ test này. Tôi về login này. Login.
nó sẽ diễn ra bình thường, được chưa? Tôi tiến hành là Doãn LN 123456. Ở chết lại quên. 123456. Tích vào đây. Cái này không biết có phải remember không? Remember. Chẳng biết viết sai đúng chính tả này. Login. Và chúng ta bật Ctrl Z lên. Authentication. Ủa, sao nó vẫn cứ như này nhỉ? Ảo ma. Thôi rồi, ok, không sao. Chắc là tôi nhớ nhầm. Thì như thế này này, thì lần sau các bạn đăng nhập vào nó tự động nhận đăng nhập luôn trên trình duyệt của các bạn, trong trường hợp các bạn chưa xóa cookie. Được chưa? Nhận cái RQ trở đến tham số thứ hai là RQ trở đến remember. Nếu bằng true thì nó sẽ tự động đăng nhập. Nếu bằng false thì thôi. Đó, đấy là cách chúng ta đăng nhập. Còn khi mà đã đăng nhập rồi á, thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy được thông tin của hàng user này như vậy thì đâu. Được chưa? Ví dụ như sau. Ví dụ như sau này. Ở cái trang ngoài giao diện đấy là cái trang danh sách, cái homepage ở đây, homepage đây đúng không? Tôi hoàn toàn có thể lấy ra đây là if a cộng này, a cộng if odd đúng không? Odd này. User này. Cái này là cái gì nhỉ? Odd user. Tôi để if đi. Nếu mà odd thì tôi phải hiển thị đây là thằng H2 và hello hello phải meter chấm đô la odd odd 2.2. user cho đến thuộc tính là name. Ủa, chưa odd à? If odd 2.2. check and if điền login admin secret. Ơ sao không nhận nhỉ? Laravel check view check out. Auth check not working in view. Để xem nó như nào. Sao nó không lấy được nhỉ? Có mà. Điên à. Bọn này tùm lum thật. Odd hay chấm hay chấm user đây. Cho đến name đây. Thử cái này phát xem. Không có được không ạ? Không được. Odd user ấy hả? Odd này hả? Odd nào? If đâu? If user biến user ấy hả? Bằng cái gì? Odd 2.2. user. Đóng một ngoặc như này. À hả? Này được hả? A cộng user. Không được rồi, này là không được rồi. Login này. Doãn. Login được rồi mà. 123456. Không được rồi. Ảo rồi. Ok, cái này thì tôi check lại sau. Nhưng đấy là cách chúng ta login. Còn logout nó sẽ như này. Hả? Cái gì? Cái này á? And if
sự này không được hả? Không sai đâu, sai, đây là homepage. Có khi nào ở đây không? Chắc là không phải đâu, đúng ở đây rồi. Ờ sai thật này. Tôi chạy lesson 5 đúng không? Đúng mà, lesson mà. Login đúng mà. Ảo vãi. Clear. Composer. Come out to load lại. Cái gì đây? CD đường dẫn vào đây là gì? PT132 biết sai. PT132 12. CD lesson 5 đúng không? Composer dump auto load. Rồi. PP artisan cache round. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành PP artisan serve ảo ma. Tại sao không ra này trời? Ô hay thật, sai thư mục à? Sao hiển thị không được nhỉ? Đấy, web về home controller. Chờ tí nhé. Pat con Đông Nam là 1, 2, 3, 5, 6 đúng không? Nó đang hỏi. Để coi nào. Home controller này, controller client home controller product with this with product name. À đây là product list, bố khỉ, viết sai file. Nó ra product list. Khổ thân tôi. Tại cái này nó cũng có name, có price, mình giật hết cả mình. Đâu nhỉ? Product list đâu? Đây. Đây, chúng ta có như sau. Đây, Mr. Doãn này. Thấy chưa? Chúng ta bỏ cái này đi. Bỏ đoạn đi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái odd này, if odd này cũng chạy được chứ. Chắc là chạy được. Tại nãy tại mình ngu hơn, mình phải chịu thôi. Ôi giời. À đây đúng không? Odd 2.2.user đóng vào ngoặc. Đây, Mr. Doãn này. Đây chúng ta login vào thằng khác. Login. Đây là admin này. Secret. Hello Mr. Admin. Nó khác rồi đúng không? Còn trong trường hợp chúng ta muốn log out ra ngoài. Log out ra thì chúng ta làm như này. Vào web này. Vào route này. 2.get. Thường thường là get đúng không? Hoặc là any cũng được. Và loại request nào truy cập vào cái thằng đường dẫn này thì đều log out ra cả. Đây đường dẫn là log out. Log out thì chúng ta sẽ đẩy về auth sược login controller, hàm là hàm log out. Đây tôi đặt cho nó cái route. Cái name như thế. Xin lỗi, name bằng log out. Xong. Tôi tạo ra cái hàm như thế này để log out ra. Public
function log out thì tôi sẽ có là out hai chấm hai chấm log out và tiến hành return redirect về cái route homepage chẳng hạn. Như này, redirect về cái homepage thì chúng ta diễn viết như sau. Trong trường hợp mà chúng ta có cái này thì chúng ta sẽ tiến hành là có một thẻ A ở ngay bên cạnh là href bằng route logout có cái title bằng logout. Đây, như này, bấm vào logout thì nó không còn nữa. Đúng chưa? Nếu khi mà chúng ta vào login thì nó sẽ lại vào cái giao diện này, admin 123456 sign pass này. Admin secret. Xong. Hả? À? Đấy là việc chúng ta thực hiện cái login, tôi nói qua lại một chút. Thì cái được chúng đầu tiên chúng ta sẽ phải tạo ra các cái đường dẫn. Ví dụ get login này, post login này. Cái get này để sinh ra cái giao diện của trang login. Còn cái post này sinh ra cái nghiệp vụ. Chúng ta sẽ xử lý cái nghiệp vụ khi mà người ta submit cái thông tin login lên. Thì ở cái giao diện login thì chúng ta sẽ có CSRF field này, session flash session nếu có này, email, password và remember. Được chưa? Sau đấy khi chúng ta submit cái form này lên thì nó sẽ vào trong cái file là login controller và hàm post login. Thì chúng ta sử dụng thêm cái illuminate support packet auth và cái request để lấy được, để thực hiện cái request này để lấy ra những cái dữ liệu lấy từ form lên. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái hàm là auth 2.2.attempt nhận vào đây cái tham số đầu tiên là các cái cột để giúp chúng ta đăng nhập vào là email và password. Được chưa? Tiếp theo là nếu mà chúng ta muốn sử dụng cookie để login đó thì chúng ta sẽ nhét cái RQ remember vào. Nếu mà chúng ta muốn login bằng nhiều cách khác nhau, có thể bằng email, bằng name nữa thì chúng ta sẽ hoặc auth attempt tương tự nhưng mà thay cái cột email bằng cột name là xong. Trong trường hợp login thành công thì chúng ta đẩy về trang chủ thì redirect route và homepage. Nếu mà trong trường hợp chúng ta login không thành công thì nó sẽ phải chạy xuống dưới này thì chúng ta redirect về route và login với cái flag session là error message, wrong email hoặc password. Được chưa? Thì nó sẽ sổ ra được cái lỗi ở phía ngoài màn hình. Còn khi đã login rồi thì chúng ta thứ nhất là nhớ tôi là comment cái thằng protected redirect to home ở trong cái login controller này ta. Cái thứ hai là chúng ta vào trong cái thư mục là app middleware redirect if authenticated. Chúng ta comment nốt cái đoạn if auth guard check này vào. Bây giờ comment luôn vào. Không là lần sau khi các bạn đã đăng nhập vào rồi thì nó tự động nó đẩy về trong cái đường dẫn là home này. Cái này hơi bị dở hơi nên là tốt nhất là comment nó vào. Còn vài chỗ nữa thôi nhưng mà chúng ta chỉ cần comment cái đoạn này, chủ yếu nhất là trong cái file redirect if auth authenticated này là xong là được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái việc là áp dụng cái việc là bắt buộc phải login thì mới tiến hành thêm sửa xóa được. Còn hiển thị thì thoải mái. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ có cái đoạn ví dụ như kiểu post product add này, chúng ta cần là bắt buộc phải đăng nhập vào thì mới thêm được chẳng hạn. Được chưa? Thì làm như nào? Rất đơn giản thôi. Các bạn có thể trỏ đến middleware đóng mở ngoặc như này. Trong này là cái string auth. Chỉ đơn giản này thôi. Là nó sẽ bắt chúng ta là phải có cái đăng nhập rồi, tức là có session của user rồi thì mới vào được đây, còn không có để trang in, trang login. Thử cái nhá. Tôi log out rồi này. Any đúng không? Đẩy vào trang login. Còn nếu mà tôi cố tình vào, tức là product add như này đúng không? Ủa? Product gạch ngang add. Xin lỗi các bạn, product gạch ngang add này, nó đẩy vào trang login. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta tiến hành doãn ln password là 123456 add này vào được trang ép rồi đúng không? Đấy là cái middleware nó sẽ chặn chúng ta là không được phép
vào khi chưa đăng nhập thì sử dụng cái middle way auth này. Còn trong một cái mớ này, ví dụ như ở trong cái product này chẳng hạn, tôi muốn áp dụng cho thằng nào, áp dụng cái cơ chế vừa rồi thằng nào thì copy cái đoạn này vứt xuống dưới của thằng đấy cho tất cả luôn. Được chưa? Đây là một cách. Cách thứ hai là tôi sẽ nhóm những cái thằng này vào trong một cái file, ví dụ như này, trong một cái group, ví dụ rel 2.2.group có prefix. Cái này tôi không giữ prefix bởi vì tôi không có prefix cho thằng này. Ở đây chúng ta sẽ để là middleware mang giá trị là auth. Với function thì chúng ta bê toàn bộ cái mớ này vứt lên trên. Là chỉ có những cái thằng nào đã login rồi thì mới thực hiện được những cái URL nằm trong này thôi. Còn nếu không có thì có lâu mới vào được. Chúng ta thử cái nhé. Ở đây tôi áp dụng cho cả là add này, update này, remove này và save. Được chưa? Đây, tôi back lại, tôi log out ra. Remove này, bắt phải login. Update này, bắt phải vào login. Được chưa? Add thì chắc chắn rồi. Đấy là cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng cái middleware này để làm cái authenticate. Được chưa? Các bạn ốp cái phần này vào trong bài của các bạn đi. Tôi sẽ để thời gian cho các bạn làm. Lỗi đâu hỏi đấy. Ơi. Hôm trước là lỗi gì? Chờ tí. Mang lên đây. Các bạn add vào trong cái project mình đang làm ấy nhá. Ai có rồi thì thôi. Để xem nào. Để viết trực tiếp vào đây thì nhất là link cái này, thực link thì nó không thành. Chẳng biết. Điều mà làm cái gì đây? Đây là xem tải đúng không? Đúng rồi chứ. Chạy cơ mà. Cái file chạy là cái gì? Đây là cái gì? Các bạn hết. Đây là cái phần này. Đã dùng cái Play Store mở sẵn cái terminal. Em thử cho bút tầm này BTL inform. Em có sửa gì trong HTML không? Không, em tạo luôn file mới luôn.
Tạo gì phải mới. Nên là em từ hôm nghĩa về em thấy em nghĩ là trong nó có thể làm sai thì em tặng một cái phố dịch của Việt Nam lại. Nhưng mà nó vẫn không ra. Em chưa làm thì em chỉ thử link CSS mỗi không. Dễ nhỉ. Ảo nhờ. Mẹ kiếp. Okay.